em chẳng biết đi đâu. Vậy hả? Em chẳng biết đi đâu. Bây giờ đang ấm cho này, ngồi ấm lên chút xíu. Hello, chào mọi người. Hôm nay là tháng 11, ngày 14, 2022. À, phái đoàn từ Việt Nam mới qua, có anh Huyền Linh nè ha. Có designer Anna. Hello. Có anh Sang. Và có anh Đình Huy. Vâng. And over there là một người rất là đặc biệt. Who is that? Who is that? Ai vậy ta? Sao giống giống Hà Phương quá vậy? Hello. Hello. Hà Phương trai. Hey. Phương, are you excited about Kim Kiều? Kiều A Công? Yes. Kim Kiều A Công, các bạn ơi, ngày mai sẽ chiếu ở Đại hội Điện ảnh Á Châu Thế Giới Asian World Film Festival vào ngày tháng 11, ngày 15, 2022 lúc 8 giờ tối. Thì sẽ có cái red carpet lúc khoảng 6:30 tối ở trên Hollywood. Thì xin mời các bạn tới để dự chung với nhóm làm phim này nha. Hà Phương Foundation là nhà sản xuất chính của phim Kiều A Công. Thì tài trợ. Rồi trong đó là có những người trong team member đây là anh Sang nè ha. Rồi có anh Huyền Linh nè. Rồi anh Huyền Linh nhìn thấy trẻ quá nghe ta. Anh xem phim. Đây là nữ hoàng về designer Anna, yes. Rồi, and we have all photography. Anh Huy là photography đây. Chào anh. Hà Phương nói cho quý khán giả biết là cái bộ phim Kiều này đã thắng 14 giải rồi. Và hy vọng lần này sẽ được ít nhất là một giải ở Liên hoan phim châu Á thế giới. Cho nên rất là mong quý khán giả đến ủng hộ. Wonderful. Rồi, có thể mi chút xíu về phim Kiều là gì không? Vô A Công, có thể mi chút xíu không? Thì nói đi, nó nói về chuyện Kiều của Nguyễn Du. Quý khán giả cũng đã biết về chuyện Kiều. Và cái này thì nó có vẻ là Kiều hơi hiện đại một chút. Tại vì có A Công đúng không? Yes. Hình như A Công là lúc thời thập niên 90, lúc mà Internet mới bắt đầu thành lập ra đúng không? 1990. Thời hot lắm á. Thời nhưng hot. Nhưng mà nói nghe nè, Hà Phương coi, Hà Phương đã khóc. Hà Phương khóc trong cái bộ phim này. Đúng rồi, Linh cũng khóc. Và Hà Phương nghĩ cái bộ phim này nó rất là đặc biệt là tại vì nó có one shot. Đó là quay cái one shot, cái đó là cái khó trong cái ngành điện ảnh của mình. Nghe nói lên. Và cái mà Hà Phương rất là hy vọng là tại vì cái bộ phim này là quay one shot và cũng muốn là mình tôn vinh cái người đạo diễn của Việt Nam của mình và cái phim Việt Nam của mình. Và điện ảnh người Việt ha, rồi mình phải từ từ trội lên tới Hollywood luôn chứ, đúng không? Tại vì năm hàng người Trung Quốc họ đã với lại Nhật họ đã chiếm qua Hollywood rồi, thì bây giờ Việt Nam mình phải từ từ chiếm vô chứ, phải không? Phải tiến thôi, tiến xa Hollywood. Đúng rồi. Cố gắng, cố gắng. Bây giờ mọi người giúp một tay nha. Bà bầu mới. Bà bầu mới được bà bầu cũ chỉ hướng dẫn là Tô Thúy Uyển là mẹ nuôi của Hà Phương. Bây giờ mình đi ngoài khu này đó, các bạn biết không, là khu gọi là Golden Walk, là khu của Disneyland nha. Cái khu này là kế Disneyland. Cái Disney Downtown hình như nó cũng mở trễ lắm á. Disney Downtown nó ngoài luôn, nó ngoài hơi lạnh. Nhưng mà Hà Phương có máy ấm rồi mà, có ấm rồi mà sợ gì? Mang vớ không ta? Nếu vậy chắc không lấy vớ luôn mà. Rồi, anh Huyền Linh đứng trước chỗ Golden Walk đây. Golden Walk á, các bạn rất là đẹp, là đây nguyên một cái khung cảnh ngoài trời đây. Đó, nó có nhiều tầng lắm. Nó đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Đó. Ban ngày thì khu này rất là nhộn nhịp, ban đêm thì khu này mở cửa cho tới khoảng 1 giờ sáng. Anh Sang, cái Disneyland này là cái Disneyland đầu tiên ở trên thế giới nha. Disneyland. Đây là đầu tiên trên thế giới là chỗ Anaheim nè. Quảng hoành tráng luôn. Dạ. Chắc hàng chắc cả tiếng đồng hồ mới mua được một cái suất gà ăn.
xếp hàng cả tiếng đồng hồ một cái vé. Đúng rồi. Xếp hàng có khi 2 tiếng đồng hồ mới chơi được một cái trò chơi, cảm giác mạnh nó rất là đông. Đúng. Nên thành phố cảm giác đông dễ sợ đông luôn mà hoành tráng thật. Anh có coi parade không? Có, coi hết, coi cả mọi thứ luôn. Có coi pháp bông luôn phải không? Nhưng mà em đi Disneyland là em thích cái gì phải không? Em thích cái Small World. Lúc mà anh vô ở trong đó nó nói về tất cả các nước ở trên thế giới á, đi cái tàu á. Có nhớ bài hát đó không? Lúc đầu nghe nhạc đó nghe nhạc á. It's a small world after all. It's a small world after all. It's a small, small world. Đi đường này nè. Đi đường này nè. Rồi một hồi nữa rồi. Sang vô. Anh Sang kỳ này là tới Mỹ lần thứ hai đúng không? Dạ, ok. À, lần đầu là chỉ qua Texas thôi, có đúng qua Cali không? Có qua Cali. À. Cali được 1 tháng. Được 1 tháng luôn, sướng vậy đó. Cũng đi chơi được nhiều chỗ. Nhưng mà đi Bắc Cali nhiều hơn Nam Cali hả? Dạ đúng rồi, dạ đúng ha. Wow, là kỳ này trải nghiệm Nam Cali đó nha. Dạ, kỳ này em sẽ cố gắng đi khám phá Mỹ, có nhiều điểm em chưa đến hôm nay. Tháng này tháng 11 thì nó hơi lạnh chút xíu, nhưng mà nó cũng không có lạnh quá. Dạ. Nó không có lạnh như là những cái bang khác. Dạ, ok. Cái bang New York bây giờ lạnh lắm. Dạ, nhưng mà xong rồi mình ở đây xong là khoảng chừng 10 ngày sau xong cái liên hoan điện ảnh, xong cái là liên hoan điện ảnh châu Á xong là em cùng với các bạn ở đây sẽ bay qua bên New York. Đúng rồi, New York. Đẹp nhất New York là tuyết. Cái thứ hai là nếu mà mùa Noel á, với là mùa lễ Thanksgiving nó đẹp lắm. Họ trang trí rất là đẹp những cái tiệm. Rồi khu này là Golden Walk đây các bạn ơi. Đây là những cái cây có đèn ban đêm rồi nha. Đó. Họ thiết kế dễ thương ha. Ở khu này đó là có nhiều khách sạn lắm. Tại vì cái người ta ở khắp thế giới, người ta tới Anaheim người ta chơi đó. Thì sẽ có khách sạn rất là nhiều ở đây để người ta đi Disneyland. Đây là Disneyland đầu tiên trên nước Mỹ. Disneyland có hình như từ 1940 mấy đó. Lâu lắm rồi, do ông Walt Disney thành lập ra. Ở đây có ở biển Disneyland ở miền Tây của Disneyland luôn. Chỗ này là Mission Escape Games. Hey. Hey. Khu này như chơi game hay gì trong đây nè. But is this a game place or something? It's an escape room. Oh, it's a skateboard. Escape room. What are you doing? So you're locked in room for an hour. You got to figure out how to get out. Yeah. No way. As a group. Yeah. Really? It's pretty gnarly. Yeah. And it's still open? It's off. Yeah. Well, you might need a reservation to check it out. Oh. Yeah, so okay. There's four different kinds. It was pretty cool. Oh wow, wow. So they got Marilyn Monroe, yeah? Trong phim Kiều hình như có Marilyn Monroe đó nha. Hey. Chỗ này chụp đẹp lắm. Wow. Chỗ này quá đẹp luôn á Hà Phương ơi. Nhưng mà sao tự nhiên trùng hợp với cái phim Kiều ha. Đúng không? Phim Kiều A Cộng là có Marilyn Monroe nè. Rồi, mở cái áo ra. Đúng rồi, lạnh nhưng mà nó muốn đẹp phải chịu đau. Ok rồi. Đó. Beautiful, ok. Great. Beautiful, great. Cái trong cái áo là dùm anh, cái áo nó hình dịp cái người kia, Anna. Cái áo kìa. Đây, anh Sang đây. Anh Hoài Linh đang ngồi ở chỗ đó. Anh Huyền Linh đúng rồi. Hello. Trời. Chị bước đi. Anh đi làm túi thôi chị. Tắt đi. Anh đi tự nhiên chậm thôi nha. Anh không nên nhanh tại vì để cho mình. Rồi đấy. Rồi nhiếp ảnh gia Huy đây. Yep, ok. Đang xin cho Hà Phương. Yeah. Chậm nha. Anh lên đây. Quay cái cảnh ở phía sau này đẹp. Vô chụp cái chỗ này, chỗ này chụp chung tấm đi, tụi mình chụp chung tấm rồi đây đi. Yeah.